sở hân cùng danai ở lại cùng vợ chồng tần phong thấy thế mà đã nửa tháng trôi qua nơi đây ai đã đến chắc chắn chẳng muốn trở về sở giao theo dõi từng bước phát triển của sở hân và daniel trong nửa tháng này có một sự việc không hay xảy ra nhưng qua lần đó tình cảm của hai người họ dường như tốt ra hẳn chỉ là tần phong không cho cô thời gian rảnh rỗi mà quan sát chuyện người khác sáng sớm hôm nay Tần Phong ra ngoài sớm với Daniel. Chắc là bàn chuyện làm ăn gì đó sở hân cũng đi theo cùng. Sở giao vì đêm qua bị Tần Phong hành hạ quá lâu nên hôm nay cả cơ thể của sở giao mềm nhũng giả rời như không còn phải là của mình nữa vậy. Lúc sáng Tần Phong hôn lên chán cô rồi mới rời đi. Thế nhưng sở giao hé mắt nhìn còn không nổi. Thường ngày đâu đến nổi như vậy dù sau hơn một năm qua sở giao cũng quá quen với sức lực mạnh mẽ của Tần Phong rồi. Nhưng hôm nay sở giao cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn ra ngoài trời đẹp thế này nếu nằm trong phòng thật là tiếc nuối. Sở giao chống tay lên nệm muốn ngồi dậy. Bất ngờ bụng dưới quặng đau. Cô ôm lấy bụng mặt tái mét. Cơn đau thút nhẹ rồi lùi lại nhưng cô cử động mạnh lại sẽ đau hơn. Sắc mặt sở dao tái nhợt. Bàn tay mò mẫm tìm lấy điện thoại. Sở dao cắn môi chịu đựng cơn đau dựa lưng vào đầu giường bấm gọi cho Tần Phong nhưng ngặt nổi điện thoại anh lại bận máy. Sở Giao nằm cong người, hai chân co lên, liền gọi cho Sở Hân. vừa thấy cuộc gọi được kết nối, Sở Giao thều thào nói vào điện thoại chị em, em đau quá. bên này Sở Hân sau khi nhận điện thoại của Sở Giao, hai mắt cô chừng lớn, không quản tần phong đang nghe điện thoại chạy đến kéo tay anh hốt hoảng. Sở Giao, Sở Giao xảy ra chuyện. Tần Phong quay người chỉ nhìn qua Sở Hân cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cũng chưa kịp tắt điện thoại, liền xoay người chạy đi. Bờ vai anh còn va vào người Sở Hân khiến cô tránh choáng vì nơi đây là dốc núi gồ ghề không được bằng phẳng. Đà nài nhanh tay đỡ lấy thân người sắp ngã của Sở Giao. Sở Giao bị sao? Sở Hân lắc đầu định hình lại liền chạy theo Tần Phong dĩ nhiên đà nài không thể ở yên đó. Rầm, cánh cửa bị đẩy vào hình ảnh Tần Phong nhìn thấy là sở giao cuộn người nằm trên giường sắc mặt tái mét. Làm tim anh như bị ai bóp nghẹn. Tần Phong nhào lên giường ôm lấy sở giao, giao giao em sao rồi. Sở giao như đứa trẻ vừa tuổi vừa đau mắt đỏ hoe, em. Em đau bụng, phẩy chấm phẩy chấm, Tần Phong bế bổng cô lên. Trần An hôn lên chán sở giao dỗ dành ngoan. Anh đưa em đi bệnh viện. Lúc hai người kia đi vào bắt gặp Tần Phong đang bế sở giao xuống lầu sở hân đuổi theo muốn nắm tay sở dao ngặt nổi sắc mặt tần phong quá đáng sợ ôm lấy giữ khư khư sở dao trong lòng sở hân chỉ biết đi phía sau mà lo lắng không thôi bệnh viện tần phong ngồi bên cạnh bàn tay kiên quyết nắm chặt tay sở dao không rời cẩn thận khom người vuốt tóc cô ánh mắt đầy yêu thương sâu sắc sở dao không biết ngủ sâu bao lâu đến khi tỉnh dậy trời đã tối vừa mở mắt đã nhìn thấy Tần Phong ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, giao giao. Em thấy thế nào? Sở giao quan sát khắp nơi. Dĩ nhiên nhìn ra mình đang ở bệnh viện. Khẽ lắc đầu, lại níu lấy tay anh giọng nhão nhẹt em sao thế? Ân cần đỡ cô ngồi dậy, đưa nước cho cô uống một ngụm. Tần Phong ngồi lên giường. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của sở giao bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô, giao giao. Từ hôm nay em không thể thực tập nữa rồi. Sở giao mù mịt ngốc nghếch nhìn xuống tay anh nhíu nhíu mày, sao? Chẳng lẽ em, em, Tần Phong cười khẽ hạnh phúc cúi đầu hôn trụt vào môi cô, đúng vậy bảo bối à, em mang thai rồi. Hôm qua do cô động thai, dĩ nhiên lỗi là do anh, nên khỏi cần phải nói Tần Phong đau lòng đến mức nào đôi mắt to tròn long lanh mơ màng. Niềm hạnh phúc lập tức hiện rõ trên khuôn mặt có chút tái nhợt của sở giao, em. Con, ý em nói là em làm mẹ rồi sao? Câu từ lủng cùng thể hiện rõ vợ của anh xúc động đến mức nào. Tần Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đúng vậy. Chúng ta có con rồi. Vùi mặt vào ngực anh sở giao nở nụ cười hạnh phúc vì tin mừng thiên liêng này, Phong, sao em? Bàn tay nhỏ ghi chặt lấy anh trên môi nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn anh. Thanh xuân của em nhờ có anh mà tốt đẹp như vậy, ngốc quá. Đẩy nhẹ cô ra tần phong mỉm cười. Cúi đầu ngậm lấy môi sở giao thiết tha hôn lấy. Người ta vẫn nói đàn ông thích vùng vẫy trời mây. Nhưng đi đến cùng trời cái họ cần vẫn là một hình dung để nhớ về mỗi tối. Một người sẽ ở lại thật lâu sau những ồn ào huyên náo một người để họ sẵn lòng đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy những ngày tháng cùng người đó nở nụ cười bình yên. Mà với tần phong thế giới của anh chỉ gói gọn trọn vẹn trong một hai từ, sở giao. Phẩy chấm phẩy chấm, en, thế là xong, ngoại chuyện tuần sau post nhé. Một buổi sáng đẹp trời lễ thành hôn của Tần Phong cùng sở giao được diễn ra long trọng tại nhà thờ. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Cùng chúc phúc, Tần Phong ôm lấy sở giao chìm vào nụ hôn hạnh phúc là phụ dâu ngày hôm nay sở hân đứng dưới lễ đài. Cùng mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi nhân vật chính ngày hôm nay. Đến tối là lễ mừng rượu của tiệc cưới. Sở hân thay một chiếc đầm màu kem ôm lấy cơ thể vừa nhã nhặn nhưng tôn lên đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Thay cho sở giao, sở hân phải tiếp rượu cho phía bên các đối tác làm ăn của sở thị. Dù sao sở kính hùng cũng lớn tuổi không uống được nhiều. Tử lượng không phải là kém nhưng riêng hôm nay tâm trạng sở hân không được tốt. Nên uống khá nhiều, mắt thấy khuôn mặt ửng đỏ của con gái. Tuyết cầm lo lắng tiến đến kéo tay sở hân, tiểu hân. Con say rồi không nên uống nữa. Mẹ đưa con lên phòng. Đi thôi, hôm nay tần thị bao chọn hết khách sạn cắt thịnh này. Nên khách muốn nghỉ ngơi chỉ cần nói với nhân viên. Huống gì sở hân từ đầu đã có phòng đặt sẵn để thay trang phục và trang điểm sở hân cười khẽ ôm cô tuyết cầm mẹ à con tự đi được mẹ lo phụ ba tiếp khách nhé đúng là khách còn khá đông tuyết cầm cũng không biết làm sao dìu lấy sở hân ra cửa bà vẫn không yên tâm con đi một mình có được không xoa lấy chân mày có phần choáng váng sở hân gật gật đầu được mà mẹ vào đi bị sở hân đẩy vào tuyết cầm thở dài nhắc nhở được rồi con đi cẩn thận thôi Sở hân gật đầu giơ tay ý bảo cô không sao. Đứng trước cửa thang máy rượu ngày càng thấm sâu. Đầu óc sở hân quay vòng tránh choáng. Chống tay vào vách tường nhìn hàng số đỏ mờ ảo trước mắt. Tách, nghe tiếng cửa báo hiệu mở ra. Sở hân loạn cho ăn bước vào. Bất ngờ khuôn mặt đập mạnh vào tường thịt dày rộng. Sở hân sờ mũi mình hơi đau nhức, híp mắt ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng phải. Người này rất cao cô chỉ đứng hơn vai anh ta Daniel cũng bất ngờ khi chạm mặt sở hân trong thang máy anh ta đáp chuyến bay trễ nên vừa lên khách sạn thay đồ định xuống dưới sảnh chúc mừng tần phong không ngờ bên ngoài mở ra một cô gái không nhìn đường sông sầm vào người của anh lúc sở hân ngẩng đầu Daniel mới nhìn ra làn môi anh nhếch lên thật là hữu duyên nhỉ nhưng cô gái này hình như đã say ánh mắt mơ màn quan sát anh đôi má ửng hồng quyến rũ, hàng mi thật dài còn chớp chớp khiến bàn tay đa nai ngứa ngáy. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp sắc sảo, chỉ cần trang điểm sơ qua đã hút hồn người khác, ánh mắt giả soát nhìn xuống thân người quyến rũ của sở hân. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng bằng phi ôm sát cơ thể độ dài vừa. Đến gót chân, nhưng có điều thân váy xẻ sâu khoe đôi chân dài trắng muốt. Daniel thu lại ánh mắt trên trán bất ngờ đau buốt. Bất ngờ sở hân tiến đến kéo lấy ca vát của anh. Ngón tay không kiên rè xỉ lên chán Daniel. Môi đỏ vểnh lên hùng hăng quát tên khốn này. Anh nhìn gì thế hả? Anh đi mà không nhìn đường sao? Tiếc là thân người không đứng vững. Loạn trọng càng kéo lấy chặt ca vát của Daniel. Không khoe anh ta sẽ bị nghẹt thở. Danai giơ tay ôm lấy thân người sắp đổ của sở hân. Một mùi hương cơ thể cứa thế xông vào mũi anh nhẹ nhàng thanh thoát khiến đầu óc Daniel hơi lâng lâng, này. Cô không nhớ tôi à, cô ở phòng nào tôi đưa cô về. Sở hân không khác gì con rắn nước, cười hì hì quấn lấy cổ của anh. Mắt khép hờ, lại muốn đưa tôi lên giường. Đàn ông các người thật khốn nạn mà. Đầu Daniel nổi mấy vạch đen, khốn nhất là cô gái này không biết sống chết cứ cọ lên người anh. Anh vốn là người đàn ông khỏe mạnh dục vọng tràn trề mà cô lại còn rất xinh đẹp thế này. Không muốn lẳng nhằn với sở hân. Daniel khom người nhẹ nhàng bế bổng sở hân lên. Nghiêng người bấm nút thang máy trở lại tầng 9. Anh. Anh đưa tôi đi đâu? Rõ ràng muốn ăn tôi mà. Đúng không? Anh thật đẹp trai nha. Hát. Được rồi tối nay tôi sẽ bao anh. Muốn bao nhiêu? Ra giá. Ra giá ức. Đi. Đầu Danai nổi mấy vạch đen đường đường là chủ tịch của tập đoàn cai mà cô gái này lại xem anh là trai bao daniel nghiến răng chỉ hận không thể ném cô gái phiền phức này suốt chín tầng lầu ngay lập tức sở hân nằm trong lòng ngực dày rộng của danai không một chút an phận bàn tay hết sờ soạn lại quấn lấy cổ anh danai cúi mặt mím môi gằn giọng cảnh cáo yên nào sở hân lắc đầu bàn tay nhạo nặn khuôn mặt đẹp trai có chút khó coi của daniel cười khúc khít như nhặt được vàng ps lễ có ai xem cô ta cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần anh gặp sở hân biết rất rõ cô gái này vốn kiêu kỳ cao ngạo ra sao tốt nhất không nên nhúng tay vào những việc của cô cứ thế hết lần này đến lần khác anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ được nói về đẹp dĩ nhiên sở hân rất đẹp nhưng với đa nai gái đẹp đối với anh không thiếu nếu ai biết rõ về Daniel ai cũng sẽ biết danh sách người tình của anh dày đặt từ Á tới Âu. Chỉ là tính cách có phần không tốt như sở hân chắc là lần đầu tiên. Các cô gái khác khi gặp anh đều muốn lấy lỏng. Ngọt ngào e thẹn kể cả người con gái kia. Riêng cô gái anh đang bế trên tay này từ lần đầu gặp nhau. Cô chưa bao giờ đặt anh vào mắt. Nhanh chóng mở cửa phòng. Danai bế thẳng sở hân đang càn quấy trên người mình đi thẳng vào phòng ngủ không chậm một giây muốn ném cô xuống nhưng khi thực hiện động tác lại nhẹ lại. Chỉ là sở hân chu môi lầm bầm, bàn tay nhỏ níu lấy cả vạt của Danai quyết không thả, đi đâu? Đi đâu hả? Tối nay tôi bao anh? Nào lại đây nào? Daniel giơ tay nắm lấy tay sở hân để không khóe cô sẽ siết chặt cổ mình. Ánh mắt nhìn xuống người con gái đang nằm trên giường. Khuôn mặt trái xoan ửng hồng. Miệng nhỏ kêu kỳ nhếch lên đôi mắt to tròn long lánh chăm chú nhìn anh. Hàng chân mày nhíu lại như không vui vì anh không nghe lời. Đến khi nhìn xuống phía dưới, con người đa nai sẫm lại, hơi thở liền thay đổi. Làn váy, phía dưới bị tốc lên, lộ ra đôi chân trắng muốt thon dài còn không an phận cọ lại với nhau. Một dòng máu nóng sộc lên não khiến Danai khàn giọng nhắc nhở, buông tay. Giọng anh trầm xuống nếu với một người tỉnh táo chắc chắn sẽ sợ hãi ngặt nổi sở hân chẳng quan tâm. Cô tỏa ra cáu gắt, lòm còm bò dậy, một bên dây áo tuột xuống khoe nữa bầu ngực trắng noãn. Khi đa chưa kịp hiểu cô muốn làm gì đã thấy sở hân cười khẽ sáp lại gần anh. Như ma nữ háo sắc, chẳng biết ngại ngùng dạng chân ra ngồi lên người anh. Cánh tay ôm chặt lấy cổ Daniel, hơi thở thơm tho pha lẫn mùi rượu cứ thể tràn ngập trong mũi của anh đối với mấy chuyện trai gái này với Đa Nai không là gì cả. Chỉ đơn giản sở hân là người sở ra, cuộc sống của anh vốn nhiều điều phức tạp, không muốn dính líu đến sở hân, nên mới buông tha cho cô thế nhưng cô gái này lại muốn lao đầu vào lửa cư thích khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Ui, phần môi bất ngờ nhói lên rồi tê dần, thế ra sở hân lớn mật cắn lấy môi anh. Nghe anh hô đau sở hân cười khanh khách, ngón tay vờn lấy môi anh. Vườn cầm kiêu kỳ hung dữ nói, nghề của anh mà, sao cứ ngơ ngác thế hả? Rốt cuộc anh có biết phục vụ hay không? Cắn chết anh này, rượu ngày càng thấm sâu. Sở hân trên người, nóng ran chẳng còn phân biệt được đúng sai. Trên môi còn tê dại như luồn điện xẹt lên não dĩ nhiên cơ thể đã phản ứng từ đời nào. Chỉ là đa nai đã rất cố gắng khắc chế. Nhưng bây giờ không thể nữa. Nhìn sâu vào mắt sở hân. Danai cắn răng nhắc nhở tôi cho em thêm một cơ hội nữa. Ngay bây giờ tránh xa tôi ra. Nếu không em sẽ ừm. Chữ hối hận chưa kịp nói ra. Môi đã bị sở hân ngậm lấy. Nụ hôn tràn ngập mùi rượu như liều thuốc kích thích dây thần kinh của hai người. Sở hân hôn rất vội vàng. Danai chỉ hơi chật một nhịp. Rồi nhanh chóng bắt lấy đổi khách thành chủ. Anh ôm lấy sở hân lan xuống giường mạnh mẽ khóa chặt lấy thân thể sở hân, cuồng dã mà mút lấy môi cô. Hai mắt Daniel đỏ ngầu, trước mắt ẩn hiện một khuôn mặt cô gái khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Chỉ là lần này hình ảnh đấy bị vụt tắt rất nhanh. Bởi vì sở hân không cam lòng, Chờ người leo lên người anh, bắt Danai phải nằm dưới. Hành động cuồng loạn của sở hân khiến Daniel phải bật cười. Sự nhớ nhung về ai hay lưu luyến gì đó đều bay sạch ánh mắt như có lửa nhìn cô gái đang cưỡi trên người mình môi mỏng nhếch lên sở hân quyến rũ cúi đầu bàn tay cởi áo sơ mi của đa nai làn môi như có lửa hôn lên cổ anh lên ngực anh khiến đa nai ngẩng đầu thở hỗn hển anh đưa tay kéo lấy áo sở hân làn da trắng muốt cùng cơ thể ngọc ngà lộ ra trước mắt mình mái tóc xoăn hơi rối xõa tán loạn ra phía sau sở hân cong người ngồi dậy ánh mắt say tình quyến rũ nhìn người đàn ông nằm dưới làn môi đỏ còn khiêu khích nở nụ cười daniel như bị hoa mắt anh rên lên một tiếng ngồi dậy bàn tay ôm chặt lấy sở hân hôn ngấu nghiến thiên đường có lối em không đi địa ngục không ngõ em lại vào đừng trách tôi hôn từ môi lại lướt qua cằm cúi đầu ngậm lấy bầu ngực trắng mốt vào miệng ư sở hân ngả đầu ra sau ngâm nga bàn tay đan vào mái tóc màu nâu của đa nai làn môi đỏ ếch lên mắt khép hờ hưởng lấy khoái cảm đa nai nghiêng người đặt sở hân nằm xuống mái tóc buông xõa theo mép giường anh cởi lấy đồ nheo mắt nhìn thân thể mịn màng mềm mại của cô gái bàn tay men theo mép đùi của sở hân chẳng mất công sức chiếc quần lót cứ thế bị kéo xuống gót chân nằm lên người sở hân khẽ hôn lên môi cô là do em trêu tôi trước Nói rồi anh thẳng lưng đâm sâu vào nơi ẩm ướt của phái nữ. Khi cố dung hợp được người đàn ông phía trên, sở hân cong người rên khẽ ửm. Danai phải cắn răng vì nơi đó quá khít chặt, qua lại với nhiều người phụ nữ. Nhưng để tìm người hòa hợp đến một khe hở cũng không tìm ra. Phải nói đây là lần đầu tiên. Phẩy chấm, cảm giác thăng hoa khiến não bộ Danai muốn nổ tung ghi chặt lấy sở hân vào lòng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô bàn tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của sở hân thích không sở hân quàn tay lên cổ đa nai vùi khuôn mặt vào cổ anh mơ màng lẩm bẩm nhẹ nhẹ thôi ừm miệng nói thế nhưng hai chân lại quấn lấy anh chặt hơn đa nai bật cười vỗ nhẹ lấy mông cô cô gái giả dối cũng không nghe theo cô mà đâm càng sâu và tăng tốc càng nhanh đưa sở hân lên mấy tầng mây cái gì cũng không thể nói được nữa miệng không ngừng rên gì hai thân thể quấn chặt lấy nhau hết đêm nhưng vẫn không thể nào rời lấy nhau cứ thế đa nai cũng quên luôn chuyện chúc phúc bạn tốt của mình vốt nào nghỉ lễ nên cho ăn thịt nhé chúc các mem nghỉ lễ vui vẻ tập đoàn sở thị cuối tháng công việc của nhân viên thường hay bận rộn so với các thời gian khác trên người là bộ trang phục công sở màu trắng sang trọng khuôn mặt xinh đẹp vẫn kiêu kỳ khó gần như ngày nào chỉ là các nhân viên sở thị trên dưới điều rõ tổng giám đốc của bọn họ đã thay đổi không còn vẻ cao ngạo hay bắt nạt những kẻ yếu thế chỉ là cô trầm lặng ít nói và tự tạo rào cản cho chính mình khiến những người xung quanh cảm thấy xa cách dọc theo hành lang các nhân viên thay phiên nhau gật đầu sở hân chỉ khẽ gật đầu chân dài sãi bước vào thang máy đôi mắt to tròn hàng mi dài nhìn xuống cũng không biết nghĩ chuyện gì đến khi bước vào phòng làm việc của chính mình cô ném túi sách lên bàn mệt mỏi ngồi lên ghế quay lưng ghế về trời xanh thăm thẳm chẳng biết mông lung hướng nào đến khi sở kính hùng bước vào sở hân cũng không hay ông ho khẽ khiến sở hân giật mình ba ba vào lúc nào thế ánh mắt giả soát qua con gái ông nhã nhặn ngồi xuống sofa thần trí con đặt nơi nào ba gõ cửa con cũng không nghe đứng sát bên cạnh cũng không biết tiểu hân mấy tháng nay ba thấy con rất lạ con đang giấu ba chuyện gì sao vén lại mái tóc sở hân không được tự nhiên né tránh ánh mắt sở kính hùng ngồi xuống đối diện ông cô cười gượng làm gì có ba đừng đa nghi thế có được không chắc chắn không có thật mà ba tìm con có việc gì à chấm hoặc kép phẩy chấm phẩy chấm thấy sở hân tỏa ra thoải mái chỉ hơi mất hồn một chút thần sắc cũng không có gì thay đổi sở kính hùng thu lại ánh mắt đẩy ra tờ giấy cầm sẵn trên tay đưa đến trước mắt con gái đây là ứng cử viên mà do ba tự tay chắc lọc để con đi xem mắt con xem qua thử coi có ý kiến gì không chân mày sở hân nhíu lại có chút không vui, ba. sở kính hùng giơ tay ngăn lại không cho cô lên tiếng, không được từ chối. tiểu hân, em gái con đã yên ổn cuộc sống, giờ chỉ còn có con, con muốn ba mẹ phải lo lắng cho con đến khi nào? chuyện kia đã trôi qua một năm, hay là con vẫn còn chưa quên được ba? dĩ nhiên là không phải. sao bà cô lại cho rằng cô còn để tâm đến tên đàn ông bỉ ổi kia chứ? sở hân thở dài cầm lấy tờ giấy, được rồi. Xem mắt thì xem mắt, để con xem qua cái đã rồi sẽ báo ba có được không? Vừa nghe sở hân đồng ý, sở kính hùng vui mừng vỗ lấy tay cô, được, được, phải như thế chứ, đến khi sở kính hùng đi rồi. Sở hân ngả người ra sau mắt nhắm lại dường như rất mệt mỏi. Danh sách sở kính hùng đưa 8 người. Sở hân chỉ chọn được hai người. Dù vậy sở kính hùng cũng đã rất vui rồi buổi gặp mặt người đầu tiên được diễn ra tại nhà hàng trang viên lâm ngồi đối diện sở hân lúc này là đại thiếu gia của tạ gia anh ta có ngoại hình khá thư sinh tuổi còn trẻ nhưng đã là tiến sĩ nghiên cứu y khoa hai người từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại cũng hơn nửa tiếng nhưng không nhiều đề tài để nói nhìn lướt qua tạ minh hình như ngoài học gia thì chẳng có gì thú vị bề ngoài vốn hiền lành của anh ta nếu để tiến đến hôn nhân chắc chắn là đối tượng tốt để kết hôn ngắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của sở hân tạ minh có phần nhúc nhát lên tiếng hân hân em chẳng những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu nữa miếng thức ăn liền nghẹn ở cổ sở hân ho khan uống một ngụm nước khiến tạ minh bối rối đưa khăn giấy cho cô em không sao chứ nhận lấy từ tay anh ta sở hân lắc lắc đầu không sao em đi vệ sinh một chút nhé nói rồi cô kéo ghế ra đi ra khỏi phòng riêng lời khen của tạ minh vốn chẳng là gì to tát chỉ là cô đây từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ai dành tặng cho cô hai từ đáng yêu đúng vậy một chút cũng không phù hợp với cô sở hân cảm thấy ân hận tự nhiên nhận lời ba cô làm gì xem mắt gì chứ ngồi ăn với người mình không thích nhai thức ăn cũng chẳng có mùi vị gì cả mọi thứ vô cùng nhạt nhẽo nghe anh ta thổ lộ tâm sự mà một chữ cô cũng nghe không vào á bất ngờ cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra một cánh tay hữu lực kéo mạnh cô vào trong sở hân chỉ kịp hét lên một tiếng thân người đã bị đặt lên cửa chưa kịp nhìn xem là ai một khuôn mặt liền ập xuống môi cô bị hôn ngấu nghiến sở hân cố đẩy người đó ra nhưng thân người đàn ông cao lớn áp sát không cho cô động đậy nụ hôn cuồng dã vô cùng sắc tình. Sở hân cảm giác môi mình tê dại ươm, cố gắng né tránh nụ hôn. Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội, ôm lấy mặt cô môi lưỡi quấn quýt, nhìn vào mắt người đàn ông cô cảm giác hắn như đang tức giận ừm. Không, ngăn chặn bàn tay hắn đang luồn vào váy mình, sở hân tức giận cắn vào lưỡi người đàn ông đẩy mạnh hắn ra. Nơi đầu lưỡi đau nhức hình như dớm máu, nai liếm lấy khóe môi lạnh lùng khóa chặt sở hân. Sở hân kéo lại quần áo, mím môi chừng lại, Daniel anh đừng quá đáng. Daniel cười khẽ nhưng rõ ràng ánh mắt anh ta không mang ý cười. Từng bước tiến gần sở hân, bàn tay hung ác bóp lấy cầm cô, gằn giọng em dám đi hẹn hò với tên khốn đó. Em không biết tôi căm ghét nhất là sự phản bội hay sao? Sở hân không quan tâm vì sao anh biết, con người này cô đã lãnh giáo 4 tháng qua. Có cái gì mà anh ta không dám làm và làm không được? Gạt bàn tay Danai qua một bên, đấy là chuyện của tôi không liên quan đến. Anh, nói rồi cô muốn xoay người rời đi. Cả thân người liền bị đẩy vào cửa. Hai cánh tay bị Daniel khóa chặt phía sau. Anh áp sát vào lưng sơ hân cười lạnh muốn đi. Tôi cho phép em sao, tên khốn này rốt cuộc anh muốn gì? Buông ra, cắn lấy gáy tai của sở hân, em biết mà giọng điệu này dĩ nhiên cô biết sở hân cả kinh tạ lâm còn đang đợi cô bên phòng bên không ừm đa nài ôm lấy mặt cô hôn lấy không cho sở hân nói lời vô ích bàn tay mò xuống dưới bóp lấy mông cô nhanh chóng kéo quần lót sở hân xuống vén tà váy của cô lên đến eo sở hân vừa tức giận vừa xấu hổ nhưng chỉ ú ớ chẳng nói được gì daniel kéo lấy khóa quần mạnh mẽ nâng chân sở hân từ phía sau đâm vào a, à, chưa kịp trải qua khúc dạo đầu, hàng chân mày nhíu lại, Sở Hân đau đớn dựa thân người vào cửa, vừa ức vừa tủi, mắt đỏ hoe, làn môi đỏ cắn chặt. Daniel thúc từng cái, kéo lấy khóa kéo chiếc váy, lộ ra bờ lưng trần trắng muốt, khom người hôn lấy, luồn tay ra phía trước nắn bóp phần thịt tròn trịa, kề sát mặt Sở Hân, hôn nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của cô, thích không? dùng ánh mắt sắc bén lườm lấy anh sở hân cắn răng quát tên khốn anh ư ừ, a à, tiếng mắng chửi phía sau muốn thoát ra vẫn không có cơ hội daniel bất ngờ tăng tốc đâm từng cú vào sâu vừa mạnh ừm không a à, sở hân có cứng đầu đến đầu cũng không thể chịu nổi dục vọng khổng lồ của anh hai chân mềm nhũng run rẩy chỉ muốn ngã xuống daniel cười khẽ quay người cô lại nắm lấy chân cô gác lên tay anh một động tác khá xấu hổ chỉ cần nhìn xuống sở hân có thể thấy rõ nơi hai người hòa hợp còn sức để chửi không hờm kéo áo cô xuống vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ sở hân hít lấy hương thơm ngát từ cơ thể mềm mại của cô đừng xin anh nhẹ nhẹ thôi a à, sở hân nức nở bị chèn ép đến không còn mặt mũi nắm lấy cánh tay của daniel để van xin cắn lên chớp mũi của cô Danai hài lòng tà tứ vừa hôn vừa liếm lấy khóe môi cô còn dám đi xem mắt không đầu óc trở nên mụ mị sở hân uất ức lắc đầu không không xem nữa ngậm lấy khóe môi cô mút vào lại thả ra còn dám gặp gỡ bất cứ người đàn ông nào khác nữa không daniel nhích ra ngoài lại bất ngờ đâm sâu vào a à, không không mà sở hân ôm lấy cổ anh nấc lên cong người vì khoải cảm khiến cô muốn ngất xỉu cười khẽ bế thóc sở hân lên để cô đu trên người mình mỗi bước chân là một cú thốc vào sâu nơi ẩm ướt em ngoan lắm bế cô vào phòng ngủ đặt sở hân xuống giường nằm đè lên cô bắt đầu công cuộc còn giang dở đầu óc sở hân bây giờ không còn chứa được bất cứ thứ gì từng cơn khoái cảm nhấn chìm đến khi cô là người mà ngất đi ngồi trên taxi trở về nhà lòng sở hân dối như tơ vỏ nhìn đường phố bên ngoài tấp nập người đi lại không ngờ cứ thế mà cô bị tên biến thái kia hành hạ cả đêm đến sáng nay mới lén anh ta đang ngủ mà trở về vì thân thể đau nhức không thể lái xe nên đành đi taxi hôm qua bỏ mặc tạ minh tại phòng ăn thế mà cả đêm còn lại không về nhà điện thoại còn bị đa nai tắt máy giờ thì hay rồi bây giờ về nhà cô chắc chắn là bị ba mình mắng cho không thương tiếc lần này cô chết chắc rồi. Quan trọng là cô biết giải thích làm sao đây. Xoa xoa lấy mi tâm. Sở hân hít sâu khi nơi đó đau rát tên khốn. Càng nghĩ đến lại càng giận. Không hiểu sao cô lại vướn vào tên đàn ông khốn khiếp kia. Bốn tháng trước khi ở lễ thành hôn của sở giao. Chỉ vì sai lầm do rượu mà ra. Lỡ tình một đêm với anh ta mà phải trả giá thê thảm thế này. Ai ngờ được buổi sáng hôm đó lúc cô tỉnh dậy. Danae chẳng những không rời đi mà trên tay còn cầm điện thoại xem gì đó. Qua một lúc rằng co đôi cãi vì sao anh ta ở cùng phòng với cô. Không cần hỏi, với cơ thể đau nhức quần áo ném đầy dưới thảm, Sở Hân cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngờ đối tượng lại là người mà cả đời Sở Hân không hề nghĩ đến. Anh ta đưa cô xem đoạn clip trên điện thoại, cả người Sở Hân cứng đờ hai mắt chăn chối nhìn anh ta nói không nên lời đường đường là chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng ở mỹ anh ta lại bệnh hoạn quay lại chuyện hai người ân ái đêm qua bất chấp cô ném đồ hung hăng chửi mắng đa nài ung dung thoải mái cười khẽ tôi chỉ bệnh hoạn với em thôi xem bao lần cũng không đã chỉ là em nên nhớ từ nay em là của tôi đừng để tôi phiền lòng lỡ như tôi nhấn nút sen thật là khó nói Mặt Sở Hân cắt không còn chút máu. Cứ như vậy cô chính thức trở thành bạn lăn giường của người đàn ông xấu xa đó hơn 4 tháng. Khi anh ta về Mỹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô chỉ là tên khốn đó không ở Mỹ lâu dài. Tầm 2-3 ngày đã trở lại. Hại cô mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, giờ thì chuyện riêng tư của cô, anh ta cũng muốn nhún tay vào. Khốn khiếp mà, chẳng lẽ cả đời cô phải sống dưới sự quản thúc của anh ta? không có tự do sao trả tiền taxi sở hân bất an tiến vào sảnh lớn quả nhiên sở kính hùng với gương mặt khó coi yên vị ở sofa bên cạnh còn có mẹ cô tuyết cầm mắt vừa thấy con gái vừa mừng vừa lo chạy đến nắm tay cô tiểu hân con đi đâu trời ơi cả đêm không về cũng không gọi điện con biết cả nhà lo lắng cho con như thế nào không mẹ con sở kính hùng chỉ tay vào cô lạnh giọng, bà cứ ngỡ con đã thay đổi không ngờ con vẫn như vậy. Con không muốn đi xem mắt thì cứ nói thẳng. Tại sao lại giờ cái trò nay giờ thì con bắt ba ăn nói sao với người ta? Còn nữa, rốt cuộc một ngày một đêm qua con đi đâu? Làm gì, thường ngày sở hân vốn khoe ăn, khoe nói, ít chuyện gì làm cô đắng đo khó mở miệng nhưng giờ thì khó mà giải thích. Bước gần đến sở kính hùng, hạ giọng nhận lỗi, ba. Con, con thật không cố ý, chỉ là chỉ là liếm lấy khóe môi khô khốc, ánh mắt lóe sáng, Sở Hân ôm lấy bụng con bị đau bụng, chưa kịp nói với Tạ Minh con đã bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh. Cũng may nhân viên ở đó phát hiện đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ bắt con nhập viện theo dõi, uống thuốc giảm đau vào con ngủ mất quên phải gọi cho ba mẹ Tiểu Hân. Con bị ngất à, bây giờ thì sao rồi? Nói mẹ nghe xem tuyết cầm lo lắng hỏi tới sở hân gượng gạo lắc đầu nói mình vẫn ổn nhìn thần sắc của cô đúng là có chút tái nhợt sở kính hùng nhíu mày con nói thật sở hân nhanh chóng gật đầu vỗ lấy tay mẹ mình chỉ là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi à bây giờ là không sao kéo lấy tay sở kính hùng ba con xin lỗi dĩ nhiên ông chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng lúc này điện thoại của sở kính hùng bất ngờ vang lên Thấy số của công ty, không thể không nghe, có chuyện gì sao? Không biết trong điện thoại nói gì chỉ thấy sắc mặt Sở Kính Hùng biến đổi. Miệng còn nhắc lại như không thể tin, cậu không lầm chứ? Được, tôi đến ngay, bà có chuyện gì à? Nhanh chóng đứng dậy, Sở Kính Hùng trước khi lên lầu nói nhanh với Sở Hân, nếu con không sao thì lên phòng thay đồ đến công ty gấp với ba. Nhanh lên nào. Sở Hân chưa kịp trả lời bóng Sở Kính Hùng đã khuất dạng cũng không trần chờ, sở hân cũng cầm lấy túi sách lên phòng thay trang phục. Quan sát vẻ gấp gáp của ba mình, chắc chắn ở công ty đã xảy ra việc gì hệ trọng. Làm sao cô có thể yên tâm ở nhà?